Theo tính toán của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, với quỹ đạo bay hiện tại, Apophis sẽ tiến sát đến trái đất ở khoảng cách khá gần 16.000 km vào năm 2029. Khi tiến gần tới trái đất, quỹ đạo của Apophis sẽ bị thay đổi dưới sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ trái đất. Qua sự thay đổi đó, các nhà khoa học khẳng định có khả năng Apophis sẽ bay qua một vùng không gian đặc biệt có tên là lỗ khóa hấp dẫn, đường kính khoảng 610 mét gần trái đất. Nếu giả thuyết này thành hiện thực, 7 năm sau đó, khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật vào ngày 13 tháng 4 năm 2036, Apophis sẽ va vào trái đất. NASA và nhiều cơ quan vũ trụ khắp thế giới vừa trải qua một cuộc tập trận hướng vào Apophis, là một trong tiểu hành tinh nguy hiểm với trái đất. Trong thần thoại Ai Cập, Apophis là cái tên của con quỷ dữ hiện thân cho sự tàn phá, chết chóc và hỗn loạn. Và đó là một cái tên dành cho thiên thạch 99942, có đường kính khoảng 390m và trọng lượng 20 triệu tấn. Được các nhà khoa học đại tài thiên văn Kit Pick phát hiện từ năm 2004, theo tính toán của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, với quỹ đạo bay hiện tại, Apophis sẽ tiến sát đến trái đất ở khoảng cách khá gần 16.000 km vào năm 2029. Khi tiến gần tới trái đất, quỹ đạo của Apophis sẽ bị thay đổi dưới sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ trái đất. Qua sự thay đổi đó, các nhà khoa học khẳng định có khả năng Apophis sẽ bay qua một vùng không gian đặc biệt có tên là lỗ khóa hấp dẫn, đường kính khoảng 610 mét gần trái đất. Nếu giả thuyết này thành hiện thực, 7 năm sau đó, khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật vào ngày 13 tháng 4 năm 2036, Apophis sẽ va vào trái đất. Apophis không đủ lớn để xóa sổ trái đất, nhưng với vận tốc lên đến hơn 45.000 km/h, vụ va chạm sẽ giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ bằng 80.000 lần sức công phá của quả bom hạt nhân đã hủy diệt thành phố Hiroshima của Nhật năm 1945. Các chuyên gia ước tính điểm rơi của Apophis sẽ là một dải đất rộng 50 km kéo dài từ Nga sang Thái Bình Dương, Trung Mỹ rồi Đại Tây Dương. Những thành phố Trung Mỹ là Managua của Nicaragua, San Jose của Costa Rica và Caracas của Venezuela nằm ngay trên dải rơi này, có nghĩa chúng bị đe dọa hủy diệt hoàn toàn. Một số dự đoán khác cho rằng Apophis có thể rơi xuống Đại Tây Dương và nó sẽ tạo ra một hố phễu sâu 2,7 km, đường kính 8 km và từ đó gây ra sóng thần. Hậu quả là bang Florida của Mỹ sẽ bị những con sóng cao 20 m dội bom suốt một tiếng đồng hồ. Các tính toán khác cho rằng dù rơi xuống đâu, Apophis cũng sẽ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây tổn thất khoảng 400 tỷ USD. Ông Russell Quaychat, cựu phi hành gia của phi thuyền Apollo và là người sáng lập Hiệp hội các nhà thám hiểm không gian ASE, cho rằng nếu chờ đến khi xác định chắc chắn Apophis có đâm phải trái đất hay không thì có lẽ đã quá muộn. Chính vì nhận thấy mối đe dọa nguy hiểm này, kể từ khi phát hiện Apophis, các nhà khoa học cùng các cơ quan vũ trụ khắp thế giới mất ngủ để tìm biện pháp đối phó. Hàng loạt các hội thảo được diễn ra để trình bày báo cáo, nghiên cứu và giải pháp mối đe dọa này. Gần đây nhất là cuộc tập trận với giả thuyết Apophis là một vật thể lạ, bất ngờ để thử nghiệm phản ứng liên kết có hệ thống từ các cơ quan vũ trụ, đài quan sát thiên văn khắp thế giới. Cuộc tập trận diễn ra từ tháng 12 năm 2020, khi ống kính của cơ quan khảo sát bầu trời Catalina ở Mỹ phát hiện Apophis di chuyển áp sát với trái đất. Khi đó, hệ thống cảnh báo cuối cùng tác động đến mặt đất, kính viễn vọng khảo sát toàn cảnh và hệ thống phản ứng nhanh đặt tại Hawaii lập tức tham chiến ngay sau đó. Khi Apophis đi vào tầm quan sát của kính viễn vọng, lập tức trung tâm hành tinh nhỏ đã liên kết các quan sát này với các quan sát từ các đài thiên văn mặt đất để mô hình hóa chuyển động của tiểu hành tinh, từ đó giúp dự đoán đường đi của nó trong cú áp sát tiếp theo.